Các bạn thân mến, việc sử dụng thò trong gia đình thì không còn lạ lẫm gì đối với tất cả mọi người rồi. Và lúc này thì trên tay Linh Trang là một loại thò thạch cao. Thò thạch cao thì được rất nhiều các gia đình sử dụng từ trước đến nay. Nó được coi là thò truyền thống và có đến khoảng 70-80% các gia đình sử dụng thò thạch cao. Nhưng đó là trước khi có vào các loại thò nhựa ra đời. Và đây chính là một loại thò nhựa, thò PU mà nó ra đời và phổ biến trong khoảng thời gian từ 1-2 năm trở lại đây. Và khi nó ra đời thì nó đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ các gia đình về những tính năng cũng như là ưu điểm mà nó mang lại. Và trong video này thì Linh Trang sẽ giúp các bạn phân biệt được hai loại thò, đó là thò thạch cao và thò nhựa PU. Thứ nhất là về chất liệu làm nên sản phẩm. Thì để làm nên một tấm thò thạch cao như thế này thì nguyên liệu chủ yếu của nó là vôi. Còn với thò PU thì nó được làm từ nhựa tái sinh cộng với cao su non. Và chính xuất phát từ vật liệu làm nên chất liệu này thì nó sẽ đưa ra một số những cái điểm khác nhau như sau. Về thứ nhất, như các bạn thấy là thò thạch cao do là nó có chất liệu bằng vôi, do vậy mà nó sẽ có rất là nhiều bám bụi. Như tay Linh Trang lúc này, khi mà chúng ta chỉ cần động vào thò thạch cao một chút thôi thì nó đã ra rất là nhiều bụi rồi. Và nếu như bụi như thế này thì chắc hẳn là các bạn sẽ biết được, nếu như quá nhiều bụi trong môi trường thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với người già cũng như là trẻ em khi mà sức đề kháng của nó rất là yếu. Còn với thò PU thì như Linh Trang vừa nói, nó được làm từ nguyên liệu nhựa tái sinh cũng như là cao su non, do vậy mà nó rất thân thiện với môi trường. Khi mà trong gia đình sử dụng thì các bạn không cần lo đến vấn đề về sức khỏe. Và tiêu chí thứ hai để phân biệt so với thò thạch cao và thò nhựa PU đó chính là khả năng chống chịu với thời tiết của môi trường. Như các bạn biết, thời tiết của Việt Nam thì nóng lạnh thất thường, có bốn mùa rõ rệt, xuân hạ thu đông. Và vì vậy mà độ ẩm cũng như là nhiệt độ nó sẽ biến đổi rất là nhiều. Do vậy nếu như các bạn sử dụng thò thạch cao thì sau khoảng một thời gian thì nó sẽ gây ra hiện tượng là có những vết nứt hay là vết ốm vàng. Và như vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ thẩm mỹ của không gian trong gia đình của bạn. Còn với thò PU thì do nó là sản phẩm mới sử dụng các công nghệ tiên tiến, do vậy mà nó sẽ chống chọi được với thời tiết của môi trường, dù là độ ẩm hay là nhiệt độ cũng không có tác hại gì đến thò nhựa PU. Và do vậy nếu như mà sử dụng cho gia đình thì độ thẩm mỹ của nó sẽ theo thời gian. Và chính vì độ chống chọi của môi trường như vậy nên là tuổi thọ của hai loại thò này cũng rất là khác nhau. Nếu như sử dụng thò thạch cao thì tuổi thọ của nó rất là ngắn. Và một điều lưu ý mà Linh Trang muốn nói tới các bạn đó là nếu như mà thò thạch cao này nó chỉ bị một vết nứt hay là vết ố vàng thôi, để tăng tính thẩm mỹ hơn thì các bạn phải dỡ toàn bộ thò thạch cao này ra và làm lại từ đầu. Còn với thò PU này thì do là nó không bị nứt nên là các bạn có thể sử dụng nó với tuổi thọ rất là dài. Và do vật liệu của thò thạch cao đó là làm từ vôi nên là nó rất là nặng. Và nếu như khối lượng của nó nặng như vậy thì nó sẽ khó trong việc thi công và lắp đặt cũng như là vận chuyển. Bởi vì là chiếc thò này thì nó rất dễ bị vỡ hay là nứt. Vậy thì Linh Trang vừa thực nghiệm cho các bạn một thí nghiệm để chứng tỏ độ bền hay độ cứng của thò thạch cao cũng như là thò PU. Và như các bạn thấy thì thò thạch cao nó rất dễ bị vỡ hay là có những vết rạn nứt. Còn với thò PU thì dù thế nào thì nó cũng không thể nứt hay là vỡ được. Ngoài ra như các bạn biết thì thò nó có chức năng chủ yếu đó là bảo vệ chân tường hay là sử dụng ở các vòm trần. Nhưng nếu các bạn sử dụng thò thạch cao ở trên vòm trần hay là khe hát sáng thì một điều các bạn phải làm đó chính là đo kích cỡ của khe hát sáng đó, sau đó là về tạo đúc thường quân. Và như vậy thì nó rất là tốn thời gian cũng như là rất là tách rách các công việc đó. Còn nếu như sử dụng thò PU thì ngoài một chiếc thò cứng PU như thế này để ốp chân tường thì thò PU còn có các loại thò PU dẻo. Và với loại thò PU dẻo như này thì các bạn có thể uốn cong một cách dễ dàng và nó rất tiện lợi trong việc mà các bạn sử dụng nó ở vòm trần hay là khe hát sáng, bởi vì khi mà nhiệt độ tác động vào thò PU thì nó có thể uốn cong theo khe hát sáng. Và như vậy thì rất là tiện lợi đúng không? Một tiêu chí nữa của thò thạch cao cũng như là thò PU đó là về vấn đề thi công. Khi mà các bạn thi công thò thạch cao như thế này thì hầu như là khi xong thì người ta sẽ phủ lên một lớp sơn nước. Và lớp sơn nước này thì không có khả năng chống bám bụi. Vì vậy mà khi sử dụng một thời gian thì sẽ bám bụi lên thò thạch cao. Và như các bạn biết là thò thạch cao nó rất là nhiều bụi như thế này, và các bạn không dễ dàng gì có thể lấy khăn để lau nó đi được. Và vì vậy thì nó sẽ càng tích tụ nhiều bụi hơn và gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn với thò PU thì khi thi công xong thò PU thì người ta sẽ sử dụng một lớp sơn, đó là lớp sơn Kingstream của Mỹ. Do vậy mà nó sẽ tạo một lớp bóng vừa phải. Và do vậy thì các bạn có thể dùng khăn để lau chùi nó và nó sẽ không còn bị bám bụi nữa. Và chính vì cái độ mà không bám bụi này thì nó cũng tăng độ thẩm mỹ hơn so với thò thạch cao.
Về giá thành của hai sản phẩm này thì phà PU so với phà thạch cao thì nó có giá thành là gấp rưỡi, nhưng mà so với những tính năng của nó như là về sức khỏe hay là về tuổi thọ cũng như là một số tính năng chống nước, chống ẩm thì chắc hẳn rằng giá thành này sẽ không còn gì là đắt nữa, bởi các bạn sẽ sử dụng nó trong một thời gian rất là dài. Và hãy là một khách hàng thông minh để lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với những tiêu chí mà Linh Trang vừa kể trên các bạn nhé.